Theo nhà thuốc, em bị suy nhược thần kinh do thận hư, hay bị lo lắng, căng thẳng, kém ngủ và hay ngủ bị nằm mơ và kém ham muốn. Xin hỏi là em nên sử dụng cây thuốc gì ạ? Chào bạn, bệnh của bạn thì chắc chắn là đã kéo dài nhiều năm. Để giải quyết vấn đề này thì ngoài ăn uống sinh hoạt kiêng khem thì bạn cũng nên duy trì một chế độ luyện tập thể dục thể thao đều đặn với cường độ vừa phải thôi bạn nhé. Còn về thuốc điều trị bệnh thì bạn nên tham khảo những loại thuốc có tác dụng bổ thận, bồi bổ sức khỏe và những vị thuốc như sau: bạch tật lê, sâm cau, dâm dương hoắc. Bạn có thể sử dụng những vị thuốc trên để ngâm rượu hoặc là sắc nước uống thì đều được. Nếu như là ngâm rượu thì bạn nên ngâm đặc một chút và uống ít một mỗi ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.